Thẩm mỹ là một thế giới xung quanh với muôn màu sắc đẹp, tạo điều kiện cho trẻ phát triển về các lĩnh vực nhận thức, thể chất, ngôn ngữ, thẩm mỹ, tình cảm và kỹ năng xã hội. Vậy, làm thế nào để nâng cao chất lượng phát triển thẩm mỹ cho trẻ trong trường mầm non? Trường Mầm non Hoa Phượng đã xác định rõ hai giải pháp, đó là tạo dựng không gian môi trường và phát triển chất lượng giáo dục. Trong đó, nâng cao chất lượng phát triển thẩm mỹ cho trẻ là một trong những mục tiêu giáo dục được nhà trường chú trọng, quan tâm. Giải pháp 1. Tạo dựng không gian môi trường. Để xây dựng không gian môi trường lớp học xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện, hiệu quả, tạo được các góc chơi đẹp mắt, kích thích sự hứng thú, sáng tạo của trẻ, tận dụng triệt để không gian ngoài trời, nhà trường đã tiến hành khảo sát khả năng, năng lực và sở trường của phụ huynh, sau đó chia phụ huynh thành các nhóm công việc khác nhau như nhà trường đã nhờ được phụ huynh khéo tay vẽ các mảng tường. Thông qua đó, trẻ sẽ được hòa mình vào thiên nhiên, sáng tạo theo các cách riêng của mình. Nhóm phụ huynh có khả năng xây dựng. Nhà trường bố trí lao động tạo các góc chơi với cát, nước, tạo dựng vườn hoa. Ở đây các con sẽ được trải nghiệm với thiên nhiên, khám phá với dòng chảy của nước, động vật sống dưới nước. Từ đó giúp các con cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên và nâng cao được thị hiếu thẩm mỹ. Để các mảng tường không trở thành các mảng tường chết, trở nên lôi cuốn, hấp dẫn trẻ và phân khu rõ ràng, qua nét bút uyển chuyển, thanh thoát của các bậc phụ huynh, các cô giáo đã giúp cho các con có không gian đẹp, hấp dẫn. Bên cạnh đó, nhà trường chuẩn bị sẵn các nguyên liệu như vỏ lạc, hoa khô, từ đó trẻ tạo thành các sản phẩm mà trẻ yêu thích. Nhóm phụ huynh biết hàn xì. Nhà trường đã tận dụng các gốc cây có bóng mát, nhờ phụ huynh tạo dựng thành công không gian học tập cho các con. Đây là một trong những nơi mà trẻ yêu thích. Trẻ được ra ngoài hít thở không khí trong lành, tạo ý tưởng phát triển thẩm mỹ cho trẻ như vẽ, nặn, xé dán các con vật, hoa quả, sự vật mà trẻ yêu thích. Để bồi dưỡng thêm về thị hiếu thẩm mỹ cho trẻ, nhà trường đã xây dựng không gian văn hóa Mường với những hoạt động thiết thực như nhảy sạp, ném còn, đan lát, khâu vá, để giúp các con thêm yêu quê hương, hiểu biết về bản sắc văn hóa dân tộc Mường. Ngoài ra, nhà trường còn tạo thêm vườn rau để giúp các con được chăm sóc, khám phá, tạo thị hiếu thẩm mỹ, yêu thiên nhiên và tạo ra cái đẹp. Giải pháp 2. Phát triển chất lượng giáo dục. Ngoài việc thực hiện tốt nội dung, mục tiêu chương trình giáo dục mầm non, trường Mầm non Hoa Phượng còn phát huy tối ưu năng lực, sở trường của cá nhân trẻ về lĩnh vực thể chất, thẩm mỹ. Qua đó, sớm phát hiện ra tài năng của trẻ, thì nhà trường đưa các hoạt động dạy năng khiếu thông qua các hoạt động ngoại khóa như nhảy múa, uốn dẻo, tạo hình sáng tạo và làm quen với đàn organ. Đối với năng khiếu uốn dẻo, nhảy múa, nhà trường hợp đồng với giáo viên có chuyên môn nghiệp vụ, hiện đang chủ nhiệm câu lạc bộ Sao Mai Kids. Và hiện nay nhà trường đã mở 6 lớp năng khiếu múa uốn dẻo. Đối với dạy đàn organ, nhà trường phối hợp với mầm non Tư Thục Hoa Hồng, mời thầy giáo Vũ Trường về dạy và có sự hỗ trợ của hai giáo viên nhà trường. Tại đây, các bé có khả năng về âm nhạc sẽ được tham gia học tập, phát triển năng khiếu, như trẻ được làm quen với các nốt nhạc, trường độ, cao độ, luyện các ngón tay mềm, linh hoạt, mềm dẻo, đánh được các bản nhạc đơn giản. Bên cạnh đó, để các cô giáo có kiến thức về thanh nhạc tốt, nhà trường đã phối kết hợp liên thông với cấp tiểu học, nhờ thầy giáo có khả năng thanh nhạc về tập huấn cho đội ngũ giáo viên về cao độ, trường độ, luyện âm vào các buổi sinh hoạt chuyên môn của nhà trường và vào các buổi luyện tập nhóm. Đối với năng khiếu hội họa, nhà trường cũng đã phối kết hợp với cấp tiểu học, mời được giáo viên hội họa về trao đổi kiến thức cho cán bộ giáo viên và đặc biệt là hướng dẫn học sinh của lớp năng khiếu như dùng các hình khối đo ướm trước khi vẽ như hình tam giác, ướm tô theo nét ngoài làm hình mái nhà, hình tròn để làm các loại quả.
đó cũng là một lần nữa các con được củng cố thêm các loại hình khối, hay như sử dụng các loại vỏ cây, hoa lá từ thiên nhiên để tạo ra các sản phẩm khác nhau. Hiện nay, nhà trường cũng đã có 2 lớp tạo hình sáng tạo. Sau 4 năm đưa hoạt động dạy năng khiếu cho trẻ mẫu giáo làm quen rất hiệu quả, đến năm học 2022-2023, nhà trường đã mạnh dạn đưa các nội dung dạy năng khiếu đăng ký làm mô hình điển hình tiên tiến, nâng cao chất lượng phát triển thẩm mỹ thông qua dạy năng khiếu cho trẻ mẫu giáo. Ngày 30 tháng 3 vừa qua, nhà trường đã được các cấp lãnh đạo về thẩm định mô hình và được đánh giá hiệu quả, được Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thành chuyên đề cho các huyện bạn về tham dự. Ngày 1 tháng 8, nhà trường cũng đã được ban thi đua khen thưởng của tỉnh về thẩm định mô hình. Kính thưa hội nghị, sau khi áp dụng linh hoạt một số giải pháp nâng cao chất lượng phát triển thẩm mỹ cho trẻ, nhà trường đã đạt được một số hiệu quả như trẻ linh hoạt, chủ động, sáng tạo, mạnh dạn, tự tin, đánh được một số bản nhạc đơn giản, phát triển thể chất tốt, hiểu biết thẩm mỹ, hình thành các yếu tố đầu tiên của nhân cách, giáo viên có kiến thức, kỹ năng và phương pháp giáo dục linh hoạt. Nhà trường tạo môi trường học tập đa dạng, phong phú, khẳng định được tầm nhìn và giá trị cốt lõi của nhà trường, hướng tới là xây dựng môi trường giáo dục phát triển toàn diện. Phụ huynh tin tưởng vào chất lượng chăm sóc giáo dục của nhà trường, được thể hiện số trẻ ngày càng tăng, nhu cầu phụ huynh gửi con vào trường ngày càng lớn. Trên đây là một số chia sẻ của trường Mầm non Hoa Phượng về giải pháp nâng cao chất lượng phát triển thẩm mỹ cho trẻ để minh họa và làm rõ hơn nội dung báo cáo tổng kết năm học của ngành. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, chúc năm học mới gặt hái được nhiều thành công. Xin trân trọng cảm ơn.